Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Hôm nay thì Phương đến một cái hoàn cảnh của cái bà cụ lùm dây chai á. Dạ bà nói bà 100 tuổi, 100 tuổi mà bà không chắc con nghĩ bà, không từ từ bà ấy chút ấy con hỏi con gửi bà ít tiền đó. Bây giờ thấy bà cũng tội đã gánh hai cái phế liệu ve chai nè, bà cũng lụm. Bà lụm ở đâu vậy? Bà lụm lung tung hay là nhà hàng người ta cho bà? Mẹ có chào nói gì cho mẹ nó láo được. Phương chắc bà cũng nặng tay đó, thành ra Phương hỏi bà không nghe. Thôi bà, con gửi bà 100.000 ha. Đây có Mạnh Thường Quân gửi cái tiền cho con rồi bà ơi. À, con gửi bà 100.000 nè. Cảm ơn mấy con nha. Dạ. Thôi bà đi ha. Má đi á. Má về cho em ăn chứ để em nó đói. Má đi cùng mình nha, ở nhà. Dạ. Má đi cái gì nó ngồi khóc. Để mẹ đi, mẹ đi gạo, đi kiếm gạo ăn chứ lấy gì ăn con hứa. Mẹ. Cái con gì bà? Con chó hả? Dễ thương á. Con chó tên gì bà? Nó tên Bina. Bina. Bà nói tưởng má đặt nó tên Bina. Con chó mà Phương nghĩ là chắc cháu của bà. Vậy thôi. Dạ. Thôi bà gánh nặng đi ha. Má đi bà gánh nặng thì bà gánh đi đi ha bà. Con ráng đi làm. Dạ, bữa nào má cũng như con. Bữa nào bà đó. bữa nào mà có Mạnh Thường Quân đó thì cứ gửi cho Phương thì Phương sẽ gửi cho tiếp cho bà đó. Bà cứ gánh cũng lùm khùm như thế này. Thì nghe nói là có người điện cho Phương á là nói là bà ta bị đi lùm với chai rồi bị được xe đụng đó, mà không biết đụng như thế nào đó. Thì hôm nay thì Phương cũng lên thăm bà, thì cũng có chú Nhân với một cái bạn của Phương đó, không nói tên, là nó đến thăm bà đã gửi bà ít quà. Thì hôm nay thì cũng có em Tài đây đây. Chào quý khách của Nha Trang biển xanh. Hôm nay thì Tài cũng đi với Phương lên nhà cụ này ở trên núi này, trên dốc này. Thì trong dốc đây thì mình phải trên này là có con chó to lắm. Đúng rồi, từ từ mình đi thôi. Bây giờ con Phương cũng nhờ cái chú ở bên cạnh này dắt tới nhà bà đó. Nhà bà cụ. Dạ con chào chú ạ. À. Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú đây nhiều. Nhà bà này. Dạ. Đi vô. Dạ em chào chị. Chị ơi, có bà cụ nhà không chị? Con chó nó cắn ông mà chị. Nó có cắn đâu. Dạ, bà nhớ con không? Mấy cậu ạ. Bà nhớ con không? Đi lục giấy. Lục giấy đi nhà thương. Mà kiếm hoài không biết đâu mất mất nữa. Bà bị sao bà? Chân coi trên này con. Cái chân bữa bà bị xe nó quẹt cái giờ nó hết không? Giờ nó sưng lên lại. Nó sưng lên lại. Đó giờ nó cứ chân lên hết luôn. Chân cứ chân của bà sưng kìa. Đó. Giờ nó đang sưng lên lại, giờ kiếm cái bảo hiểm bà, mà bà không biết bà để nơi nào mà kiếm nãy giờ. Bà đỡ lung tung à. Mất rồi. Ứng giờ sợ cũng lần mà cần gì là đi kiếm là kiếm. Chị là cái gì của bà à? Con gái. Dạ, chị ở gần đây không? Không, ở Tuốt Trinh Thành á. Dạ. Bà ở đây là coi như con mình hay sao chị? Còn bên cạnh nghe nói là bên cạnh là con. Dạ. Nên giờ bà bệnh á, cái nhờ con cháu ở sớm rồi nè. Nó cũng ngó giùm xong rồi giờ ấy cái ngày không có làm cho người ta, chủ nhật không có làm cho người ta. Rồi xong rồi chở bà đi nhà thương đưa. Má cầm về đâu nay. Xe nó quẹt bẻ xong rồi cũng ở mà nó bớt xong rồi giờ bắt đầu nó sưng lên lại. Mới tuần lễ giờ bắt đầu bà đi á rồi nó sưng lên lại. Cái này nhiều khi mình mới tới chụp phim chị à. Chụp phim mà bác sĩ nói làm sao?
Thì bữa thì nó kêu, bữa là nó kêu không có sao hết. Dạ. Mà giờ nó tính là kiếm bảo hiểm á, cho bé đi lại, đi khám tư lại coi thử nó làm sao mà nó sưng gì. Dạ. Rồi bé đâu ấy đâu, cứ đùng đùng cái mua bị thuốc về đó rồi biết bệnh gì mà uống. Bé tự mua luôn thôi. Tự đi mua. Ta đau ta nhất là ta tự ta đi mua thôi. Dạ. Ta muốn gì ta muốn Mà người bán thuốc là sao không hỏi như thế nào bán gì cái đóng thuốc kìa. Giơ chân lên. Là ta bị đau nhất rồi bán gì nè. Các bé. Đó. Chắc cũng thuốc bổ biết. Không có gì thuốc bổ thôi à, còn này chắc thuốc giảm đau. Đó, bán cho bé luôn vậy cứ lần cái bé đau quá thì sáng chiều mà bé có uống đâu. Dạ. Yeah. Bà bóc lộn xộn uống lên giờ cái gì xỉn. Thế mới lấy hôm qua đi, bữa thuốc kìa uống ngay. Nó chị thường về đây không chị? Thường chó cũng thỉnh thoảng đi bữa làm thôi cũng ghé. Dạ. Hai ba bữa cũng ghé. Em cũng hay đi quay những cái cụ về đó, đi ngồi đường rồi lượm ve chai đó, thấy cụ cũng thấy tội nghiệp đó. Bữa trước em cũng quay bà, rồi có mấy Việt kiều cũng quan tâm đến bà đó. Rồi chị ơi cho em hỏi là sao là bà ở mình mà không ở với con cháu à? Chị thích ở một mình à, không có ai ở được với chị. Chị xuống đây tao hỏi này một chút nghe. Không ai ở. Chị ngồi đây đi. Xong rồi cho anh coi, xong rồi tí nữa rồi hỏi rồi kiếm bảo hiểm ra rồi chở đi khám, chở đi chụp phim. Nha. Chứ không có đi, giờ đi là rồi mấy anh này anh không có nói gì đâu. Anh tới anh thăm thôi. Bữa giờ bà bằng đêm rồi có đâu không mà. Đâu, có đầu nhất. Nó mới quay ba ngày nay à. Thì khi cái xương nó bị rạn á chị à. Dự rạn đó. Thì bữa nói chung là chụp phim á thì kêu nó cũng có chụp CT, chụp inline rồi hết rồi nhưng mà nó kêu không có sao hết. Dạ. Còn nó chỉ thấy phát hiện cái vết xương cũ của bà là hồi đó bà té là không có mổ được thôi. Dạ. Là bắt đầu là cái mấy bữa chiều con xuống má đi lượm như chai đâu có gì đâu. Ủa bà cũng có nghe hả bà? À, bữa trước con có đến đó em có em tài nè. Khi được, khi không có nghe được. Có lúc thì em nói và bữa trước lúc, em quay đó thì em phải nhờ người thông dịch đó. Có khi chị nghe. Dạ. Có khi chị không có nghe. Chị không có nghe như nhiều khi chở cháu nhỏ xíu về chơi. Cái tụi mày đi hỏi thăm nhà ai. Lúc nhớ lúc quên. Bữa nay là chị có ấy rồi. Dạ. Nên muốn ở mình không có cái sự ồn ào, không có thích. Nói chung là bà cũng thích đi chứ không thích ở nhà. Chứ nói chung hồi kia là ngoại buôn bán cái chợ ngoại quen rồi, ngoại đi xuống chợ đồ đi mua quen rồi, chứ ngoại không có muốn ở nhà. Cực lắm là chừng nào mà ngoại bệnh mà nằm đi không được vậy, ở nhà được bữa hai bữa là người ta cũng đi à. Như dịch á, theo anh nghĩ anh cứ dịch là người ta trong nhà chị cũng lũi lũi chị cũng trốn chứ đi à. Dạ. Chị trốn chứ đi thôi, rồi người ta kêu tới xuống nhận chị thì kêu chị ngồi đó cho chị ăn uống đó, cái chị lại lại chị đi đâu mất. Khi người ta còn mình xuống mình hỏi thì chị đi đâu à? Ta thích là tao đi thôi à, chứ tao không ai. Mà tự do á. Không tự do. Đi quen rồi ở nhà không được. Rồi chị coi như là bà không ở, thích ở gần con cái hay là như thế nào chị? Giờ nói chung là con cái cũng cực. Dạ. Xong rồi cái việc lo đi làm đi giúp việc cho nhà người ta chết mẹ nó cho nó sướng không lo vậy. Còn chị thì chị cũng lủi thủi, nhiều khi chị bệnh đau thì chạy về năm lơm thì mình cơm nước cho người ta xong rồi mình quay về là chị bảo chị đi đào thuốc lúa phải đi kiếm chứ đâu có ấy đâu đó chú đâu bữa đó. Thôi bây giờ Phương còn đi cái hoàn cảnh khác đó. Chị ơi, có Việt Kiều gửi tiền cho em giúp đỡ những cụ về neo đơn rồi đó. Cảm ơn hai cháu nha. Dạ. Cảm ơn cái gì bà? Nghe rõ. Đi lượm gặp cha trai lượm gặp anh mày hoài. Thấy không, nhớ con lành luôn. Dạ tội phải đi miết không? Dạ. Chứ không đi lấy gì à. Bà nhớ là cái anh chàng ở đâu đầu chọc mà ốm á. Dạ. Là nhớ anh chàng nó nhiều, từ anh chàng nó là thỉnh thoảng mà sao cái lúc mà phải bệnh luôn mà sao anh chàng nó cũng hay đi lắm.
chị nhớ anh đó thì nhiều lắm á. Dạ. Cái nghe tin chị là ấy à, mà kêu về ở, à, anh dụ về ở với... đưa cho tôi. Má nói gì con nhờ dạ. Có chút con này với thằng kia đừng hòng. Sao vậy bà? Thằng con trai đừng hòng. Thôi lửa chặt lửa. Má nói thiệt kìa. Ngồi giữa này má chưa có ăn một cái gì trong miệng má đâu. Má nói thiệt à. Có má nó có không nó không. Tự do tự đại. Đó là giờ mong manh muốn đi nữa. À, phải nghỉ mấy ngày á khỏe. Cái này phải đi bác sĩ á, bác sĩ phải coi như thế nào ha. Giờ đi xuống bởi vì kiếm bảo hiểm á, nói chung là kiếm bảo hiểm ra ngoài á là cho nó đỡ bớt. Dạ. Còn mình đi ở ngoài. Mấy lượt vào hôm giờ mà má đi khám ở ngoài á, thật sự là khám ở ngoài là tiền rất là nhiều. Thôi chị ơi, chị cho em gửi tiền của mấy mấy mạnh thường quân đó. Cảm ơn hết hai cháu nha. Dạ. Rồi, cũng... Chị ơi, cái, có cái chú Nhân đó cũng gửi tiền cho em với một cái bạn không tên, một người 300, chị nhận giùm em 600 ha. Cảm ơn ai con nghe. Còn em đây em Tài. Rồi cháu ơi, cho bà 500 nha. Lì xì cũng đại diện cho ba mẹ, cho mẹ cháu luôn. Anh bốn chị bốn ở Louisiana vậy thôi. À, bà ừ, giữ mạnh khỏe, đừng đi đi dù đi nào khỏe mới đi. Má chờ đi nhà thương nè. Rồi đi nhà thương đi. Cảm ơn hết hai đứa. Dạ. Rồi mấy cháu đi làm gì gì khác nữa. Dạ. Bây giờ Phương đi đến một hoàn cảnh khác đó. Nhà đó má cũng rồi má đi làm ăn. Đúng rồi, đi đi. Ờ. Thì đó đi. Mấy bữa chiều con lên mấy bà kêu nói má má nói chứ tụi nó lên nó thăm nó chơi á. Dạ. Nhớ mình quá nó đi. Cảm ơn em con. Dạ. Rồi xin chào á. Dạ, chào chị ạ. Dạ. Chị ba.